Rõ ràng sân hàng đấy là một trong, như các bạn đã biết, là sân đạt tiêu chuẩn của quốc tế, và rất nhiều các trận đấu của đội tuyển quốc gia được thi đấu ở đây. Và cách đây 3-4 mùa thì khi câu lạc bộ Hà Nội quản lý sân thì mặt sân rất là đẹp. Anh Lương có cái đánh giá nào về mặt cỏ của sân hàng đẫy so với những cái sân mà anh đã từng được thi đấu trên đó? Sân vận động Hàng Đẫy là một trong những sân vận động có tiêu chuẩn và có cái mặt cỏ tốt nhất cả nước. Trước khi mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội được quản lý sân thì ban tổ chức sân, ban quản lý sân đã làm rất tốt cái mặt cỏ và luôn luôn là một trong những cái sân tốt nhất của V-League. Như bạn đã biết thì sân vận động Hàng Đẫy là một trong những cái sân vận động lâu đời nhất ở Việt Nam rồi. Họ có từ năm 1955, sau đó thì đến năm 1957 thì tu sửa lại. Thì sau khi rất nhiều đợt tu sửa thì sân Hàng Đẫy hiện nay so với cả các sân bóng ở V-League cũng tương đối là tốt rồi. Vì như các bạn đã biết, hiện tại một số sân bóng ở V-League còn chưa có ghế ngồi, thì hiện tại thì tất cả các khán đài AB ở Hàng Đẫy thì đều được phủ ghế ngồi và trang thiết bị lại cũng tốt hơn so với ngày xưa. Sân Hàng Đẫy thì có bao nhiêu cửa anh? Sân Hàng Đẫy có 10 cửa chính. 10 cửa chính. Cửa phụ thì bao nhiêu cửa? Khoảng tất cả nó khoảng vào 20 cửa tất cả. 20 cửa tất cả. Còn hàng ghế giữa khán đài là hàng ghế cho khán đài VIP đúng không ạ? Đây là khu vực dành cho các lãnh đạo các đội bóng và các quan chức, dành cho khu VIP. Còn hai bên là AB. Khán đài B kia thì dành cho hội cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Theo anh thì với sân Hàng Đẫy thì ngồi khán đài nào xem sẽ cảm nhận rõ nhất các đường bóng của cầu thủ thi đấu dưới sân? Nếu là tôi thì tôi thích được ngồi ở bên khán đài B, nơi có hội cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Ở đấy thì rất là cuồng nhiệt. Theo anh thì cái sân Hàng Đẫy này đã đủ đảm bảo đáp ứng cho các cầu thủ có thể thi đấu một cách tốt nhất chưa? Trước kia mà khi mà câu lạc bộ Hà Nội được quản lý sân và chăm sóc sân thì cái vấn đề sân bãi thì đều đạt tiêu chuẩn và được các đội bóng cũng như là anh em cầu thủ rất là hài lòng. Còn hiện tại thì việc ba đội sử dụng một sân bóng nó làm cho sân bị quá tải và các đội không có thời gian tập làm quen trước buổi tập, trước ngày thi đấu, tập quen sân. Điều đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của các trận đấu. Cỏ của sân Hàng Đẫy thì cái cỏ này có khác so với những cỏ sân khác không ạ? Mỗi sân bóng đều có một loại cỏ riêng, và như các bạn đã biết, sân vận động Bình Dương thì họ sử dụng cỏ lá gừng. Đối với sân Hàng Đẫy thì theo tôi đây là một cái loại cỏ là tương đối đạt tiêu chuẩn cho bóng đá, vì nó là cỏ kim, tốc độ bóng nó đi rất là nhanh và như thế nó giúp cho các cái đường truyền hoặc là các cầu thủ nó đỡ chấn thương hơn. Nếu để so sánh thì cái mặt cỏ của sân Hàng Đẫy so với những mặt cỏ ở quốc tế thì nó như thế nào anh? Rõ ràng sân Hàng Đẫy là một trong, như các bạn đã biết, là sân đạt tiêu chuẩn của quốc tế, và rất nhiều các trận đấu của đội tuyển quốc gia được thi đấu ở đây. Và cách đây 3-4 mùa thì khi câu lạc bộ Hà Nội quản lý sân thì mặt sân rất là đẹp. Còn hiện tại thì theo tôi thì nó đang bị quá tải bởi ba đội thi đấu ở một cái sân, thì điều đó nó không đảm bảo được cái chất lượng của mặt cỏ, cũng như là các cầu thủ rất dễ dính chấn thương.